Lưu ý, video sẽ hay hơn nếu bạn xem mà không đọc sub. Nhện là một trong những loài mang nỗi khiếp sợ trong thế giới động vật và kể cả đối với con người. Trên thế giới có khoảng 43.000 loài nhện, trong đó có khoảng 30 loài gây chết người. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 loài cực độc và đáng sợ nhất. Thành viên đầu tiên của chúng ta đến từ Team Adventure, quả phụ đen. Không phải thì ấy, mà là con này. Loài nhện này có tên khoa học là Latrodectus, sở hữu nọc độc mạnh gấp 15 lần nọc của rắn đuôi chuông. Không chỉ vậy, chúng còn có tập tính đáng sợ là ăn thịt bạn tình nên mới có biệt danh là quả phụ đen. Vết cắn làm bạn có cảm giác như bị kim châm. Bạn có thể nhận thấy bị sưng nhẹ và có các vết đỏ mờ. Vết thương bắt đầu đau dữ dội và sưng cứng lên. Vết cắn của nó khiến nạn nhân bị co thắt cơ, thậm chí là liệt. Mặc dù nguy hiểm nhưng vết cắn của chúng hiếm khi gây chết người. Bạn có thể xác định loài nhện này bởi hình đồng hồ cát màu đỏ trên bụng của nó. Nhện lang thang Brazil, cái tên đã nói lên nơi sống của nó. Không phải vì chúng không đủ tiền mua một mảnh đất để lập nghiệp, đơn giản là vì chúng đi theo mùi trái cây đi đến những nơi khác. Vậy nên, con người có thể gặp nguy hiểm khi thấy chúng ở khắp mọi nơi. Không những thế, chúng là những thợ săn đêm chính hiệu, với chân dài 15cm, thân dài tầm 5cm, có màu nâu, lông xám và những đốm đen trên bụng. Chúng có thể dễ dàng ẩn náu trong khe nứt hoặc dưới khúc gỗ, sau đó đợi và tấn công con mồi một cách nhanh chóng. Chúng hay ăn côn trùng, loài bò sát nhỏ và những con nhện nhỏ khác. Nọc độc của loài này là một hợp chất phức tạp gồm các chất độc peptide và protein ảnh hưởng đến các ion, còn gây rối loạn chức năng não và tàn phá nó. Vậy nên, nếu khi bạn bị cắn thì sẽ có một số triệu chứng như đổ mồ hôi, phồng rộp và đau dữ dội ở vết cắn và có thể lên cơn co giật. Nếu không nhanh chóng xử lý, có thể dẫn tới tử vong. Cho nên, bạn hãy cẩn thận và bình tĩnh giải quyết vấn đề nhé. Nhện cát sáu mắt. Nhện cát sáu mắt là loài sống ẩn cư, ít có tiếp xúc với con người, nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng là hóa thạch sống vì chúng tồn tại cách đây 100 triệu năm. Loài nhện nguy hiểm này sống tập trung ở sa mạc Namibia và mũi đất phía bắc Nam Phi. Chúng chỉ có kích thước nhỏ bằng móng tay, nhưng có khả năng quật chết một người trưởng thành đấy. Bằng vài giọt nọc độc cực nhỏ tiết ra khi cắn, nọc độc của loài này có thể phá vỡ hồng cầu, vỡ mạch máu, gây chảy máu trong, khiến các cơ quan nội tạng bị hoại tử khủng khiếp và nhanh chóng dẫn tới cái chết. Nhưng may là loài này rất nhút nhát, không chủ động tấn công con người khi chúng ta không gây thù với nó. Nhện ăn chim Goliath. Đây là loài nhện có kích thước lớn mực nhất thế giới, với rãy chân lên tới 28-30cm. Nhện Goliath sở hữu những chiếc răng nanh dài lên tới 2,5cm, chứa đầy nọc độc cực mạnh, đủ để hạ gục con mồi trong vài giây. Khi săn mồi, do chúng không nhìn được nên phải dựa vào những sự di chuyển của lông chân và bụng để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh môi trường. Cho nên, loài nhện này vẫn là kẻ săn mồi thường thừa. Còn khi cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, chúng sẽ cò hai chân vào bụng để phóng ra một lớp lông nhọn hoắt như mũi tên, tạo thành lá chắn sống bảo vệ cơ thể. Nếu bị nhện ăn chim Goliath cắn phải, chúng ta sẽ cảm thấy tê buốt, buồn nôn. Nhện nâu ẩn giật. Loài nhện độc này thường trú tại nơi yên tĩnh suốt cả ngày. Ban đêm, chúng mới ra ngoài để kiếm ăn. Loài nhện này hiếm khi tấn công con người, nhưng vết cắn của chúng có thể gây ra hiện tượng hoại tử. Hiếm có trường hợp nào dẫn đến tử vong. Loài nhện này thích khí hậu ấm áp, không bị quấy nhiễu như tủ quần áo, đóng cổ và dưới những bồn rửa. Những nơi tối, khô và có nhiều ruồi, chúng thường sống ở nơi khô ráo, bừa bộn. Bạn có thể kiểm tra xem có nhện sống trong nơi ở của bạn hay không, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhé, hoặc trao đổi với bác sĩ nếu bạn lo lắng. Trên đây là top 5 loài nhện mà theo mình là nguy hiểm nhất thế giới. Theo ý kiến của bạn thì sao? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đó có thể là đề tài cho số video tiếp theo đấy. Bye!